con question. Không đồng You ý. Chị với em hỏi đấy, rất hỏi kỹ luôn. You gotta change the question, fool. Trong trường hợp đó thì sẽ không bao giờ xảy ra được bạn ạ. Không, đó, question, bây giờ, không, bây giờ em ra cái luật đó là ai vừa bị hỏi thì người đó sẽ người lại hỏi tiếp. I hear what the... Rồi, hỏi thêm tiếp đúng không? Hiểu không? Ý, quá đau tim quá. Bây giờ hỏi hỏi ông Kiều nha. Người đó không muốn hỏi tiếp á, thì là mấy giờ nhớ tí sửa quá, sửa ơi. Bây giờ hỏi hỏi ông Kiều nha, bây giờ hỏi tí, hỏi thêm tiếp. Hỏi số 4 đi. Số 4 hả? Anh ơi. Nói đi. Nếu mà anh gặp bạn gái anh chịch với thằng nào trên giường thì anh sẽ làm cái gì? À, thì tất nhiên là mình sẽ quay đi. Đúng rồi. Chúc mừng nó. Ủa? Chúc mừng nó quay đi. Ủa cái này bậy. Ông số 4 là BDM mà đâu có bạn gái đâu. Phải nói sao? Mày nào ông đĩa. Mày nào ông đĩa. Quá tốt. Tới mày nè. What's up? Bring it on. Thôi thì ông để nghe. Bây giờ anh em thì nói thiệt hết. Con cặc của ông để có phải là cu tí không? I bet you my shit bigger than yours. Đó, Tim. Tim ơi. Tim à. What position you want Mimi to do when you see her? Đào tim quá. Tim thòng. Đào tim quá. Đào tim. Tim, what position? Huh? Mimi, what position you like Mimi? What position you like Mimi to do when you see her? Có nhiều style lắm. No, but if you ask me that question, I can say, which is man, I don't want any position yourself. No, you gotta say one position, at least one position. Sữa ơi. Oh, yeah. Anh muốn bú sữa, sữa ơi. Hey, bớt đi. On me. You know, chưa? Hả? I already answered it. Không nghe. He said he wants you to cởi ngựa, okay? That's his answer. Đừng nói sao miệng lỗ tai nó thấm thiệt các mày. Sao không thấy chị nhỉ? Trời. Ông Kiều ơi. No, Bridge, I got this one. Okay, you go ahead. Ông Kiều ơi. Đúng rồi. Sao bóng ơi? Khi mà ông chơi slide có bị nấn cạc không vậy? Trường hợp đó là cũng có lúc bị. Bị tiền luôn á. Tức là mình chơi quá. Luôn. Có luôn rồi. À, chắc là mình mệt rồi. Mình biết rồi. Mình mệt rồi. Ok, hỏi đi. Mình lính. Okay, nói đi em. I got a better question for him than you. Đâu có sao? Bao giờ mà nhìn Mimi mà rít nấn chưa? What? Má nó hẹt với Mimi luôn nha. Mỗi lần vô là con cặc nó bay á. Hey, that sounds similar to my question. I'm the hey, Rich. Okay, what happened? Chị Duyên à. Mimi bị bệnh tâm thần rồi à? Dạ sao chị Duyên? Bây giờ chị hỏi em nhá, bây giờ em chỉ để lựa chọn em chịch đúng không? Bây giờ người yêu em, nhưng mà một là em chịch phần đầu nó, hai là em chịch phần đầu mà không có phần đuôi nha. Hai là em okay. phần từ bụng xuống mà không có phần đầu, bây giờ em chọn chịch cái phần nào? What the fuck? Hỏi câu hỏi lại cho em không hiểu. Kiểu gì cơ? Hỏi cho rõ là nói cho rõ lại xíu coi. Dạ. Lửa trên lửa dưới, lửa trên lửa dưới. Bây giờ em chỉ chọn là một là em chịch nửa trên là không có phần thân dưới, hai là em chịch nửa dưới có phần thân trên, em chọn phần nào?
đúng rồi. Cô em thịt nửa dưới chi ơi. Đúng rồi. Mày con á, mày trên là đúng bà rồi á. Mình bà ra không? Ờ, ăn số 4 tiếp nè. Ăn số 4 tiếp nè. À, mình lúc lấy là cầu này nó cái cầu rốt này nó ấy mà nó rốt. Ê, bây giờ không cần nói đến slot nữa. Cái này có cái khác nè. Sữa ơi, anh muốn bú sữa. Mẹ, cái cầu đây tính hỏi ông luôn mà. Thôi. Rich hỏi đi. Ok anh ơi. Nói đi. Có khi nào mà anh nhìn Jimmy mà ở dưới mà cái con cu của anh nó chảy ra nước màu trắng không? Ai nhìn ai? Nhìn My á. À cái đấy là mình không như thế bạn nhé. Sao anh Trân? Cái này mình không như thế rồi. À tới My nè. My ơi. Ai? Ok, đây trời. Oh no, I got a better question than y'all ask. Hold on. Mimi ơi. Yay. Cái này là hỏi gì Mỹ Đen nè. Chết Mimi rồi nghe. Chết vậy. Ôi, thằng Mỹ Đen có làm cho làm Mỹ Đen có làm cho Mimi sướng không? Mimi chưa bao giờ làm với Mỹ Đen hết. I say excel on this one. I do, man. Rich! Okay, what's up? You like the ass or you like the vagina? Huh? Could you repeat again? You like eating ass or you like eating vagina? Oh, nói cái gì em đi mày? Thì nói chung bây là... Bây giờ Rich có thích ăn lỗ đít hay là ăn chim? Nói chung là cái đít nó húi lắm. Thế nên cái đít mình ăn được ăn, phải không? Còn con chim thì nó hợp cho ít chim nó ăn chim. Quá! Tới mày nè. Ê! Nói thiệt nha. Có khi nào mà anh nói chịch con gãy của anh nói u anh ơi cu nhỏ quá em không có phê. Không bao giờ chịch Mỹ Đen cũng không bao giờ nói luôn á. Đúng rồi, tại đâu tới đâu lấy cái đó tới đâu có Mỹ Đen mà sướng nhất luôn á. Đồ chết vậy. Hey, Tim, your turn. Tim hỏi đi. Rồi hỏi đi, ai hỏi cũng được, Duyên hỏi rồi. Ai cái này để sửa hỏi đi. Ê sửa ơi, em muốn hỏi gì không? Muốn hỏi rất chi gì không? Sửa hỏi xong cái sửa lên đây ngồi chơi luôn. Ờ ừ, mời em ơi. Hỏi đi em. Mimi, you can ask now. Hỏi đi Mimi. Hỏi nhau quá. Má giờ sỉnh rồi nghe, cứ hỏi đi. Ê, rồi anh rất... Rich mất tinh thần mới thử rồi. Số 4 ít hỏi nữa nè. Rich mất tinh thần mấy tuổi rồi. Ông đang bận đang chơi slot. Ok, vậy hỏi phong. Rich mất tinh thần mấy tuổi? Thì lúc 20 tuổi Rich đã đi chơi đẩy rồi. Đụng me gì chơi thôi, hiểu rồi. 20 tuổi rồi mất tinh thần. Đúng rồi. Ê, cái này 12 tuổi đi chơi đẩy rồi mà bây giờ 12 tuổi là làm sao có tiền đi chơi đẩy? Ăn trộm của bố mẹ. Tiền ba mẹ cho. Tiền ăn cắp bố mẹ thì có. À tới mày. Ai? What's up? Hỏi thiệt một câu hỏi nữa nha. Thì trả lời với anh em thiệt thật lòng nha. Hỏi đi. Tại vì á, Quýt thấy Ono mập lắm. Chắc anh Quýt nghĩ con cu của Ono nó nhỏ xíu à. Đúng không? Nope. Đúng không? Hỏi rồi, câu này hỏi rồi. Chị Duyên ơi, hỏi đi. Thì bao giờ cũng vậy mà. Bao giờ cũng thế mà. Những người mập bao giờ cu cũng rụt mà ngắn này. Chị đang vật. Nhớ ra. Có một ông bạn chơi cái trò này giỏi lắm. Ông toàn hỏi bữa thôi mà hỏi vui. Em cũng coi sao em mới chơi. Hỏi mà sao trả lời. Mình trả lời kiểu nào cũng chết. Thằng Nam thật đó cứng họng mà. Thằng đó nó Nam trở lời vui lắm.
sửa chạy luôn. Ai cứng họng đang ngồi đây nè mới có cuộc gọi. Sữa ơi, anh muốn bú sữa ơi. Mẹ bây giờ muốn bú sữa cơ, sữa mà sữa đâu có sữa đâu mà bú. Thôi anh bú ở dưới em ơi. Má bậy quá bậy rồi. Mấy này anh em chơi vui vẻ thôi nha. Chứ không có gì hết. Ủa được, ở số 7 được bao lâu? Một hiệp được bao lâu? Wait, who's asking? Wait, I thought Richard's asking it now. Mimi asking, wait, how many questions is there? That is not the real question. You answered that question before. I don't. Because he always asks the same freaking question. No, I don't want to ask that question anymore. Okay, so what's the real question? The real question is một hiệp anh bao lâu? Một tiếng. Má nó giúp. Giúp quên sợ. Không, nó giúp được chó. Ok. Anh ơi. What's up? Có khi nào anh ơi chịch con gãy ở trên Beagle chưa? Yes. Ok. Tên gì? tên là đồ hóa unknown. Anh đừng. Nghiệp. Ok hỏi đi. Có hai viên vậy. Người rất yêu có trong phòng nào? À có. Hai gì đó không bấm rồi. Nhấn vô cái bấm kìa. Anh. Mi ơi. Nhấn vô cái bật màu tím. Ok. Hết rồi. Mà anh không có nhấn. Hết rồi. Mi ơi. Anh ơi. Người em yêu có ở trong phòng này không? She's gonna tell you no. Cái này phải hỏi nha, chơi là phải nói you know, just speak the real shit. Em chưa có yêu. No, cái này bậy. Nhưng em thích có người trên đây. Ok. À, tên mày. What the fuck? Anh ơi. What's up? Dạ, tính hỏi câu gì của anh ta. À, anh nô có hit me không? To be honest. Chi? Tự nhiên quay luôn. Trả lời trước đi. To be honest, I like her boobs. Ok. Vậy là hết vú rồi. Tụi mấy anh em trong gia tộc dâm tặc. Hỏi số 4 kìa. Số 4 ơi, anh ơi. Nãy giờ em nghe anh im. Chắc anh nghĩ anh đang sụt cặc không? Đúng không? Bậy. Ông đang chơi salad má ơi. Bậy quá, ok em hỏi số 4. Chị Duy hỏi. Là mỗi lúc mà anh ra đó, anh thích bỏ lên cho người phụ nữ. Ghê vậy. Thích nuốt hay là đau hay là bỏ đau hay là đau đó. Chẳng bao giờ anh bắt người phụ nữ đi ấy cả, tại vì khi mà anh đã quan hệ thì bao giờ anh quan hệ với người anh yêu, bao giờ cái gì nó thuộc về cái bản năng em hả? Rồi sao, rồi cái đó nó nằm ở đâu? là nằm ở trong người ta đi, người ta có bầu đó, không hiểu hả? Sữa ơi, anh muốn bú sữa. Ủa vậy hả? Nó thuộc về bản năng mà. He's saying if his sperm is weak, then it's, you know, we're gonna put it in the mouth. Nhưng mà như vậy. What the fuck? Ủa, anh tưởng nó phải ở ngoài mà. Thì nó ở ngoài thì anh. What the fuck? Tôi không hiểu câu trả lời. Xính rồi. Hey Tommy, so basically, what? you're in this little you're in a position where you really needed money, right? So your choice is to suck a black dick for $1 million and suck an Asian dick for $1,000. Which one would you do? What the fuck? Em giải thích cho chị Duyên với số 4 là anh hỏi là bây giờ số 7 hết tiền rồi, nhưng mà bây giờ có hai lựa chọn.
một đồng với Mỹ Đen hay là một ngàn một, đồng một với triệu, một triệu, một triệu đồng muốn cặp Mỹ Đen một đúng rồi, là đồng đồng đồng. Một triệu đô hỏi hó nghe một triệu đồng á, một triệu đồng đó một rồi. Triệu đô với Mỹ Đen mà một má một ngàn đi đô rồi. Với châu Á quá tào tắt đâu bây giờ nhắm mắt lại đầu đứng thế rồi đằng nào cũng đằng nào cũng giống nhau mà thôi thì thôi lấy cái chỗ nhiều tiền lấy một triệu chắc một triệu khác anh ơi đang ngàn còn đang ngàn mẹ áo quần mẹ áo quần à chị Yên ơi ai còn đủ đế mẹ Yên ơi Yên ơi Yên ơi Yên ơi Yên ơi Yên ơi Yên Yên ơi Yên nghe Yên nghe hồi nãy giờ em nghe đến cu rồi đó bây giờ đến kim mà nè đến lượt kim mà nè hồi nãy giờ em nghe người ta nói về con cu hoài đó hay là kiểu chịch này kia đó bây giờ hồi nãy giờ em con chim em có ướt không không anh được. Em vừa nhổ lông nên không có ướt đầu lắm rồi xong phim ê tim ơi cái điểm mấy gì anh tim ê no I'm gonna get his ass back for the last one you are kind of shit tim ơi what if you know what if one day you walk down the street and you see the African American dude put up and he pointed at you he say suck his dick you either suck his dick or you write a joke for him to shoot your ass. Shoot my ass, nigga. Fuck that shit. Nó bị đi đen lắm. Anh hay là... cái điệp mẹ, trò chơi đó vô ra. Ê, Sam! Chết thêm mà nè. Bây giờ đi ngủ rồi, cha nội. No, we ain't gonna sleep. All right, if for $1 million, would you let Mimi take a dildo up your ass, or you want a black dude? Đủ mấy câu hỏi thì sao sống vậy? Cái gì? Cứ câu hỏi nó nói như không có được lựa chọn. Mimi want a dildo or a black guy? Which one? Choose one. Sao không hỏi tiếng Việt chứ? Hỏi tiếng Anh luôn rồi. Bây giờ là 1 triệu đồng đúng không? Nếu mà 1 triệu đồng là cho thêm mà cái ấy là Mimi dùng cái con cu giả hay là chọn Mỹ Đen là đúng vô lỗ đích cơ kìa thêm. Nó đụng mắt ta kêu Mimi cho chắc đi. Nói thêm. Chị Duyên hỏi đi. Thơ để chị đành dành câu hỏi này cho ông số 7. Ok. Tim ơi, Tim. Anh có bao giờ chơi ba người chưa? Every guy have. Tức là chơi bài đàn đấy hả? Dạ, chơi bài đàn. Bên Mỹ nhiều lắm anh. Chưa chơi. Em phải hỏi là có thích 3 sâm hay là 4 sâm thôi. Nhưng mà em hỏi chữ Việt Nam thì... Tại vì biết không? Sắp không tính ra. Dạ, Rich. Cho chị hỏi đi chứ. Cho chị gì? Ok, dạ, em hỏi đi. Ví dụ bây giờ em đang vết máng người yêu em nhá. Không may mà em... vết xuống tận hậu môn của nó mà nó rửa chưa sạch thì em làm như thế nào? À, nó móc ra nó hỡi. No, nó không phải, cái đó là em phải lấy nước rồi em mới xối rồi còn lấy cái ngón giữa. No, there's no water, fool. Oh, there's no water, fool, okay. Lấy miếng miếng. Lúc đó là tới là lỡ luôn rồi đó. Anh đừng có nổi tiếng sao, cái ngón giữa là người Mỹ người ta gọi là rồi. Lúc đấy là nhắm mắt bỏ qua luôn, hiểu không? Nhắm mắt chơi qua luôn. Nhắm mắt chơi chân. Nhắm mắt chơi chân. Chuyện đã lỡ rồi. Và chị hiểu em không? Tại lúc đó em dùng nước miếng của em. It's the same thing if you suck the dirty dick. Nước miếng của em làm sao? Úi trời ơi, lột đi ra. Anh được. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi.
Teddy. Không chơi Teddy đâu, ơi, Teddy. Em tàu chạy. Teddy ơi. Cái này để trời duyên hỏi mới đúng. Không, Teddy chỉ hỏi không ấy, chỉ hỏi những người như vậy thôi. Vui Teddy là ngây thơ lắm. Teddy ngây thơ lắm. Teddy đâu có ngây thơ đâu. Ngây thơ vô số tội á. Không có, Teddy mất danh từ lúc 12 tuổi mà. Đúng luôn. Sao biết hay vậy? Mất kinh 15 tuổi. Mất kinh quá, con nhỏ Mỹ đen. Teddy coi phim sex, Teddy thích coi Mỹ hay là... Nhật. Ok, yeah. Question is that. Câu hỏi gì kỳ vậy, câu hỏi dở vậy. No, that's too easy, what the hell? Hỏi đi, hello anh nhé. Giống Teddy đi cặp con ghẻ đó đúng không? Mà Teddy không biết là con ghẻ đó dưới đó thơm hay không, đúng không? Trước khi mà Teddy á, nó không có cho like, mình nói tiếng Anh mới đỡ không mình, nói tiếng Việt. Nói đi nói. Well, at least Teddy understand English. Nói tiếng Anh đi, em dịch. Okay, so this, right, Teddy? Right, you met this girl, like, she's brand new, right? You just met her, and then, like, y'all about to have sex, right? And she say, fucking come down, like, eat my shit, right? Before you eat your shit, did she tell you eat it? You eat it right away or what? Teddy, ăn muốn bú sữa. Tiễn luôn. You eat it right away? Yeah. Yeah. Without the freaking doing. Speak up a little bit louder. He's making too soft. So you don't do a two finger test? No, not you. I'm talking about Teddy. Teddy, biết cái two finger test là gì không? Ow. Biết sao không? He was born, okay, so he know. Tôn lên, chắc tôi nó hỏi chắc tôn. He was born, so he knows, okay? Tôn lên chơi trò, hỏi xoáy đắp tay, hỏi mất dậy ấy. Vui. Lên, cái này. Jorge said, what test? It's called two finger test, dude. Before you eat it, you gotta, you know, smell it. Nah, that only work with the back hole, not the front hole, dude. No, the front too, fool. Everybody got a different front, smell, though. Front, you don't even need to put your finger there. Just put your nose in there. No, hell no. Fuck that. Oh, you never done that test before? Nah, your nose gonna get stuck in that hole. Hey, that's the fun part. That's why you can push it in and out. Yeah. Too late, yeah. Alright, you can... Trả lời chưa vậy? Rồi, he said yes. Teddy again. Okay. Hỏi Teddy một câu hóc búa đi tôi. Kiểu dạng hỏi mà hỏi hạc bài ý, hỏi chết á. Tôi kiểu vậy, vui. Anh biết gì đâu, nên hỏi lên em là chơi trò gì. Lên hỏi ạ. Tí nữa hỏi tôi, mọi người hỏi. Tí nữa em hỏi tôi. Teddy, vậy là Teddy không test luôn phải không? Ý là team hỏi là Teddy có test trước không hả? Nó hỏi trước. Bây giờ mà người yêu mình, em nói thiệt luôn á. Người yêu thì đương nhiên là em biết là người yêu em test làm cái gì, nhưng mà cái này có gái mới quen thôi, hiểu không? Em phải test chứ. Hell no, even the girl. Mày đâu phải là người đâu mà là thú mà. even cái con nhỏ mà đang nguyên cũng phải test nữa. Oh no man. What? Sữa lên sữa. Sữa lên cho vui em. Mà test kiểu mới á. Test kiểu mới chứ không phải test kiểu đó. Sữa ơi, con đi sữa ơi. Sữa có hiểu không? Anh Tim hỏi Teddy là khi mà mới quen cái con kia, xong rồi lúc mà trời ơi, sao nói tiếng Việt? Khó nói phải không? Nói mà. Lúc mà cái câu đó là câu trước rồi. Cái đó câu trước rồi. No, it's over. That one's over. It's a new one. Nhưng mà em đang giải thích là... đang giải thích cái câu trước là... Cái lúc mà... Ăn hả? Làm tin. Ăn đồ. Chuẩn bị ăn. Chuẩn bị ăn ở dưới á. Là có Teddy có... Thích lấy cái tay Teddy thử coi là thơm hay là thúi gì trước hay sau. Teddy nó không, Teddy ăn liền. Hay là Teddy quất luôn, Teddy nó Teddy quất luôn. Hay cái câu hỏi cái câu hỏi mới cho Teddy. Hey, no, hey Teddy, câu nãy câu mới nè. Teddy mà
No, have you ever? Hey Teddy, have you ever you know like hồi trước giờ Teddy chơi mà bồ hay là cái gì á, chơi có bao giờ mà chơi mà gặp cái trường hợp mà bị pussyfart không? What the fuck? Yeah, you never had, never seen a girl pussyfart? Oh, come on, man. You Nah, I have a girl squirt before, but not pussyfart. Oh shit, then your shit you haven't hit too hard. You haven't hit hard enough. Cái đó có, cái đó có. Cái đó là như thế mà nó kia lắm. Hey, this Chinese girl can't fart, dude. What the fuck do you want me to do? Anh thêm hỏi Teddy á, là từ trước giờ Teddy dịch á, có cái trường hợp nào mà cái bướm nó tè tè nó phát ra tiếng luôn á. Phát ra tiếng bịch á. Ờ, phát ra tiếng kêu luôn á. Tiếng là chứ không phải nước nha. Giống địch luôn. Giống địch luôn. Yeah. Thầy Điền nó nghe nó sợ, bỏ luôn rồi, bỏ đi, chết đi rồi. Mimi dịch ghê quá, Mimi nói thiệt mà. Đúng rồi. Bây giờ dịch. À, không, cái cách dịch của Mimi hơi giống. Hơi giống quá. Nè, thầy Điền, trước giờ, mấy tính hỏi cái đi vào. Các bạn ơi, các bạn thấy không? Em nói thiệt nha, em thách mọi người dịch á. Chung phiết được. Em đéo biết dịch kiểu gì luôn. Thầy Điền, trước giờ thầy Điền á, cái chơi với bồ á, cái chơi bao giờ mà chơi mà chơi mạnh biết mà cái lồn nó ra hơi không hơi tè 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 ông chết còn có hơn em má giời quá đùng má nó đánh lộn luôn cái gì em dịch còn đỡ hơn ơi đùng lộn luôn it's okay for him to say like that because he's asking the question but tiếng Việt mình không có xong giờ phải hỏi phải nói vậy thôi em dịch em còn không biết dịch nữa mà thêm dịch gì thêm dịch ra lộn các bạn ơi đàn ông mình thích cái gì biết cái này là cái gì không. Cái này là cái lồn. Cái lỗ. Đồ chơi đi không trả lời luôn anh. Thế là nó hai ngón tay quặp lại. Ủa nó quay lại. Em kêu là lần nào mà không toe nó nát xét luôn. Cái gì? Cái gì? Lần nào mà không toe à? Câu hỏi là gì? Đồ kia nó sợ bỏ đi rồi. Ủa bị ban rồi. Hả? Ừ cái tội ngồi cứ thọc cái cổ trai ấy bị ban rồi xong mày hả mới mày hả mới bị ban 10 phút mày hả mới nó trốn được mấy câu rồi. Đến lượt anh Mystic kìa nãy giờ em trả lời 3-4 lần luôn không anh nghe Mystic quay đi em Mystic quay đi bây giờ quay đi hỏi chưa chưa hỏi Mystic kìa Mystic mà. Ủa Hồi nãy giờ hỏi Teddy. Người ta đợi lâu quá rồi, hết giờ rồi. Lâu quá rồi. Thôi Duyên em, thôi Duyên hỏi Mystic đi. Hả? Hỏi luôn thêm nào, đi. Nè Mystic hồi nãy hỏi gì Teddy vậy? The fart! Rồi cái nãy hỏi thứ hai, cái gì mà toe là sao? Cái tên là đất đó. Kiểu như nó... Ồ vậy thôi hả? Yeah! That mean fart! Rồi câu thứ hai. No, the first one was the first one was thửi. Right? Ừ. Second one is fart. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ đến hỏi anh thêm kìa. Nè mọi người hỏi đi. Đây. Chua xiên đùi. Ok. Mì, bây giờ anh không có muốn làm, bây giờ anh không có không có đứng dịch. Tức là cái đó nó không có cứng mà người yêu của anh cứ đòi hoài rồi anh làm gì bị đập cho nó lên chứ làm gì đập cho nó lên sao mà ấy stupid that's the wrong you don't know,